Tha hồn vào mây, theo cơn gió xin hãy cuốn tôi đi thật xa. Hãy để nụ cười che dòng nước mắt của tôi trôi đi từng rơi mà. Hãy giúp tôi quên đi thói quen cứ cầm điện thoại rồi hy vọng một tin nhắn đến của chỉ một người mà hàng ngày tôi chờ mong. Có lẽ tôi ngốc, ừ thì tôi đây đâu phủ nhận. Khi yêu mà ai lại chẳng như vậy, điều đó làm tim đau ngàn lần. Mọi người được gần bên người mình yêu nhưng tôi lại xa về khoảng cách. Khoảng cách nơi ở, khoảng cách tình cảm, liệu rằng trái tim có trong sạch. Yêu xa là thế, phải biết hy sinh, phải biết cố gắng tạo niềm tin. Phải biết kìm nén cảm xúc ở trong và coi nó như là vô hình. Không được suy nghĩ gì lung tung, mất đi niềm tin về tình cảm. Và hãy cố gắng vượt qua tất cả, cái quan trọng nhất là thời gian. Nhưng mà khó lắm, mấy ai yêu xa mà thành công. Nhiều người hy sinh nó hết tất cả, chỉ muốn người kia yêu thật lòng. Cái gì cũng vậy, cái gì cũng thế, đều có giới hạn về thời gian. Yêu nhau mà không gặp nhau, ừ thì từ từ rồi dần nó cũng cha. Chờ một tin nhắn để biết người kia còn quan tâm mình không. Chờ một tin nhắn để thôi suy nghĩ rằng anh có thật lòng. Sao em lại phải chờ như thế, tại sao lại không thể chủ động. Tại sao như thế, tại sao không thể. Anh ơi em đau ở trong lòng, vì là con gái ở trong tình yêu luôn muốn được cưng chiều. Em chỉ nói thế tôi không nói nhiều, em mong rằng anh hiểu. Nếu có tình cờ nghe bài hát này, em xin anh đừng trách móc. Bởi vì bây giờ em biết chịu đựng là điều không phải hỏng. Hồi đó cứ mỗi buổi sáng anh nhắn tin nói lời yêu, nhưng thời gian này nó không còn nữa. Em đây cũng nhớ nó rất nhiều. Hết yêu rồi lại giận, hết giận rồi lại yêu, hết nước mắt lại tới nụ cười. Đó cứ thay nhau mỗi ngày một nhiều. Em biết anh còn phải học và nhiều việc anh còn phải làm, nhưng em chỉ cần một tin nhắn thôi. Chúc em luôn vui vào mỗi buổi sáng. Người ta nói đúng rằng em không xinh nên tình cảm đang ngắn hạn. Em đây cũng biết mà lỡ sức mình, nhưng cái em tin là thời gian. Người ta yêu gần thì ngồi cạnh nhau trò chuyện hết mọi thứ, còn em và anh đâu được như thế. Chỉ cần nhắn tin thôi là đủ. Hạnh phúc là thấy anh cười qua từng tin nhắn cũng làm em vui. Nhưng đôi khi nhìn thấy người ta đi tay trong tay em lại thấy tủi, vì anh không ở cạnh bên. Anh có biết điều em đang muốn là được ôm anh ở từ đằng sau đó. Chỉ thế thôi cũng không được. Em thì buồn còn anh thì chán, tình cảm này nó dần nhạt. Em chỉ nói thế thôi nhưng anh vẫn là người em yêu nhất. Chờ một tin nhắn để biết người kia còn quan tâm mình không. Chờ một tin nhắn để thôi suy nghĩ rằng anh có thật lòng. Sao em lại phải chờ như thế, tại sao lại không thể chủ động. Tại sao như thế, tại sao không thể. Anh ơi em đau ở trong lòng, vì là con gái ở trong tình yêu luôn muốn được cưng chiều. Em chỉ nói thế thôi không nói nhiều, em mong rằng anh hiểu. Nếu có tình cờ nghe bài hát này, em xin anh đừng trách móc. Bởi vì bây giờ em biết chịu đựng là điều em phải học. Production.